It's me, Miss Thảo Linh đây. Ngày hôm nay cô trò mình đến phần cuối cùng của Unit 6 Hour Tết Holiday rồi. Và ngày hôm nay chúng mình cũng là phần kết lại cho cái gì nhỉ? Quyển sách số 1 của lớp 6 rồi. Ok, bây giờ chúng mình cùng xem thử nhé. Vẫn looking back này là cơ hội chúng ta có thể ôn lại từ đầu đến cuối những cái nội dung chúng ta học trong cả Unit 6. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xem thử nhé. Phần đầu tiên này, match the verbs on the left with the nouns on the right. Nghĩa là sẽ nối động từ phía bên trái sang cái danh từ bên phải của cô nhé. Rồi number 2 thì sao? Complete the sentences with words, okay, and phrases in the box. Nghĩa là chúng mình sẽ hoàn thành những câu với từ vựng này và cũng như là cụm từ ở trong những cái cho sẵn rồi, những cái box nữa. Okay, and number 3, write full sentences using cues given and shouldn't. Okay. Chúng mình sẽ viết cả câu hoàn chỉnh sử dụng những cái clues được cho sẵn này và cũng như là sử dụng cả should và shouldn't nữa nhé. Okay, and number 4, read the passage and fill the blanks with some or any. Nghĩa là chúng mình sẽ đọc đoạn văn và phải điểm chỗ trống với từ some và any. Okay, cũng bắt đầu thôi. The first one, okay, đây là verb này và bên này chính là danh từ các bạn nhé. Cùng cùng nhớ nối với nhau nha. Rồi, give gì đây mọi người ơi? Come on. Yes, give lots of money. Rồi, đưa tiền mừng tuổi đúng không? Cook gì mọi người ơi? Có một thứ cook thôi. À, ok, chính xác. Đó chính là cook special fruit and plant trees. Ok, very nice. Make a wish, easy peasy. Watch fireworks. And cũng break things. Ok, đọc một câu từ vựng này nhá. Đầu tiên, give lucky money. Very nice. Tiếp theo, cook special food. Plant trees. Make a wish. Watch fireworks. Break things. Yes, okay, very good. Đầu tiên là nghĩa là gì mọi người nhớ không? Tiền mừng tuổi, very good. Tiền mừng tuổi này. Cook special food. Nấu bữa ăn đặc biệt. Okay. Plant trees. Trồng cây. Make a wish. À, okay, đưa ra lời chúc này hoặc là đưa ra một câu ước nhá. Watch fireworks thế là. Yes, xem pháo hoa. Break things. À, làm vỡ đồ đạc. Okay, let's check. Easy. Okay, number 2. Rồi, bài tập này đầu tiên, gathering là sum họp. Very good. Lucky money. Lazy. Cleaning. À, dọn dẹp bánh trưng là bánh trưng thôi. Peach. Hoa, đúng không nào? Là đào, đúng không nào? Rồi, và peach đi với gì nhỉ? Flowers. Okay, xem thử nhá. At that, my mother put into red envelopes. Ok, rồi. Nghĩa là vào buổi Tết này thì mẹ tôi để cái gì vào trong cái phong bì đỏ nhỉ? À, chỉ cần gì nữa đúng không? Chúng mình đều biết mà. Đó chính là lucky money. Ok. Tiếp theo. What are you doing? I'm my bedroom. Nào, bạn đang làm gì đấy? Tôi đang phòng của tôi. Tôi đang chung phòng tôi. No. Cleaning. Ok. Cleaning my bedroom. Rồi. Now, it's special for Tết. À, là đặc sản của Tết này. Thì đó chính là bánh trưng. Đúng không nào? Bánh trưng là đặc sản của Tết này. Rồi, tiếp theo. We have flowers only at Tết. Chúng tôi chỉ có hoa gì đấy vào một Tết thôi. Hoa đào, đúng không? Okay, which flowers only at Tết. Tiếp theo, number 5. When everybody is at home together, we call it a family gathering. Okay, khi mà tất cả mọi người đang ở nhà với nhau thì chúng tôi gọi đó chính là gia đình sum họp. Bài tập này rất là dễ để làm đúng không nào? Ok, mọi người làm đúng hết không mọi người? Ok, very nice. Bài số 3. Ok, write full sentences using cues and should or shouldn't. Yeah. Rồi, ask permission before entering the room. Ok, nghĩa là hỏi xin phép trước khi vào phòng này. Rồi, runs about the house. Ok, rồi, tiếp theo, pick things from a shelf. Rồi, ok, lấy đồ từ trên giá xuống này. Make a lot of noises. Ok, tiếp theo, ask for some water if he or she feels thirsty. Ok. Thirsty, ok. Rồi, bây giờ cùng thirsty. Mọi người cùng mọi người cùng làm này cô nhá. Rồi, cô cho mọi người một thời gian, mọi người pause video lại đi. Sau đó chúng mình sẽ làm nhá. 5 phút để làm này. Ok, rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xem cô chữa như nào nhá.
Đó, rồi, ok. Đầu tiên là cái việc mà hỏi xin phép phòng, rõ ràng là cái việc mà cần nên làm đúng không nào, thì mình sẽ có là nên hỏi như thế nào nhá. Hỏi chưa, hỏi hỏi xin phép trước khi mà vào phòng. Rồi tiếp theo, should run around the house. Ok, không nên chạy xung quanh phòng nhá. Rồi, shouldn't take things from a shelf. Có thể mình sang nhà người khác chẳng hạn. Đó, không thể lấy bừa tự tùy tiện lấy được đúng không nào? Ok, và cuối cùng, shouldn't make noise a lot. Đó, không, shouldn't make a lot of noise. Không nên gọi là gây quá nhiều tiếng ồn. Đó, và sẽ làm phiền người khác. Rồi, ask for some water if he or she feels thirsty. Ok, đó, thirsty. Rồi, nghĩa là mình sẽ nên hỏi, được chưa nào? Cô ấy, anh ấy nên hỏi khi mà lấy nước. Nhớ, nếu khát nước thì nên hỏi có nước không, được chưa nào? Xin phép có nước không? Ok, vậy thế thôi, bài số 3 rất đơn giản. Đó, chúng mình chỉ điểm trước và shouldn't mà thôi, nhớ. Rồi, bài số 4 thôi. Final. Wow, bài này chỉ có hai từ cần đến thôi, đó chính là Sam và Annie, đúng không nào? Rồi, cùng đọc với cô nhé. Ok, my room is ready for Tết. Phòng của tôi đã sẵn sàng cho Tết rồi. By the window are balloons. Ok, câu này của cô là câu khẳng định em phụ, khẳng định hay là câu nghi vấn hay khẳng định nhỉ? Ok, là câu khẳng định, câu khẳng định phù hợp với Sam Annie. Yes, obviously là Sam rồi. No, there is a picture I made from old magazines. Có một bức tranh mà tôi đã làm từ gọi là tạp chí cũ. Yes, ok. Old magazines. Đây sẽ là cái một câu này này, là câu khẳng định hay phủ định hay nghi vấn nào? Yes, câu khẳng định là đúng nào? It's colorful, nó rất là màu sắc, but it used, ok, but it didn't use nhớ, nhưng nó không dùng paint or color pencils, nó không dùng sơn hay là dùng cả bút chì màu nữa. Đó, và câu này là câu phủ định nghi vấn hay là câu khẳng định? Cái này, đúng không nào? Mình sẽ có là any, đúng không? Câu luôn dùng any cho cô nhé. Rồi, I love flowers, but I don't have. Này, câu nghi vấn rồi, phải dùng là, à đây là câu phủ định chứ, phải dùng là, đúng không? But I don't have any yet. Rồi, tôi rất thích hoa nhưng tôi chưa có cái nào cả, chưa có ý tí nào cả nhé. Oh, look at this new plant. It needs water. Nào, nó cần gì đây? Câu khẳng định đúng không? Phải là xong đúng không? Some water, but it doesn't need sunlight. Yes. Ôi nhìn cái cây mới kia, nó cần nó ít nước nhưng nó không cần ánh sáng mặt trời đâu nhá. It can live in a room. Nó có thể sống trong phòng được. Ok, vậy là chúng mình xong bài này rồi. Hãy thử xem sao đúng hay sai nhá. Một cái áp dụng đúng cái mẹo của cô là cứ câu khẳng định mình nên prefer đáp án đó chính là sum, còn câu phủ định và câu nghi vấn thì mình dùng cô đó chính là đáp án any nhá. Ok rồi, và đây cũng chính là bài tập cuối cùng ở trong phần này của chúng ta. Hẹn mọi người ở video tiếp theo ở sách tiếng Anh lớp 6 tập 2 nhá. Ok, goodbye everyone and see you guys next time. Bye bye.